Để tìm sim theo phong thủy, bạn kích vào tìm sim theo năm sinh. Bạn nhập năm sinh. Chọn giới tính. Kích chuột vào tìm sim. Hệ thống sẽ tìm ra những số sim có phong thủy hợp với bạn. Để kiểm tra lại, bạn kích vào số bạn thích. Bạn nhập năm sinh. Bạn chọn giới tính. Bạn bấm vào xem kết quả. Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết nhận giải về số và mệnh của bạn. Chúc bạn sở hữu số xinh đẹp.